Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua mỗi tuần một vấn đề và trước khi đi vào phần cuối của chương trình một lần nữa thay mặt cho Lido Sài Gòn TV chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn ông đã dành thời giờ đến với chương trình của chúng tôi hôm nay và luôn tiền cuối năm chúng tôi chúc ông và chúc tất cả những gì gần gũi với ông đặc biệt cả cô Ngọc Trinh người tình của ông sẽ mau mau có hai đứa con một đứa trai đứa gái càng sớm càng tốt nha thưa ông và bà Kiều đến bây giờ thì trở lại một cái vấn đề mà chắc lại ông cũng biết ông là người của công luận à, của công chúng rất nhiều người để ý đến ông dù sao đi nữa chúng tôi cũng hạnh diện về ông là vì một người việt với hai bàn tay trắng đến đây xây dựng một cái cơ đồ cũng giống như tất cả những người ở khắp nơi trên thế giới à, thì đó cũng là một cái sự kiện mà chúng, người rất nhiều người quan tâm đến với ông thế thì báo chí media ở khắp nơi, đặc biệt là tại Việt Nam ở Hoa Kỳ này, khi ông vừa hay xài cái chữ là thị phi, thì ông thấy báo chí ngày nay đối với ông cái chuyện tình của ông với ngọc trinh như thế nào? Tôi xin thưa với ông, tôi nhiều khi tôi cảm thấy không nó không có nghĩa lý gì cả, bởi vì tôi chứng minh cho, tôi chứng minh cho không nghĩa lý gì hết, là bởi vì tôi từ xưa tới giờ có bao giờ ông thấy tôi lên Facebook, Facebook rồi gì đâu, tôi chẳng không có lên và tôi chỉ lên vào trong cái mạng gọi là hummingbird coi như là cái range coi như cái club của tôi thế thì từ cái ngày biết ngọc trinh thì bởi vì mình những cái tin tức đó mình không thể để vào cái mạng công việc được thành từ chúng tôi mới tìm về một cái mạng và chúng tôi chỉ set up từ ngày 29 nhé, Với ngày 28 tháng 12 cho tới bây giờ. Tôi mới làm đêm nay, tôi mới làm cái, 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 uh, gọi là cái, cái tổng kết. Trong đó, tôi 39 cái post. Tôi có 1 nghìn, à, 1 triệu 467.809 người view. quá wow, nhiều quá. Trong đó, có nhiều cảm ơn ông. Cũng chẳng số nhiều là bởi vì từ ngày 28 tới bây giờ, và chỉ có 39 cái post. Thì trong đó, có được bao nhiêu? Độ khoảng 5-70 cái. Chửi bới tôi và Ngọc Trinh rất thậm tệ ừ. Mình là cái người có học Mình là cái người trí thức Ít nhất không trí thức Thì mình cũng phải biết được những cái điều mình tự trọng So sánh 5-70 người đối với 1.467.809 người có là nghĩa lý gì? Nhưng đó là cái gì tính cách Tính cách đưa lên để cho mình thấy Và có dầu có chửi bới tị phi thì tôi cũng chấp nhận. Tôi đã nói rồi, tôi phỏng vấn với báo chí. Tôi nói cũng cái hay. Cũng cái hay là bởi vì sao? Khi trong tình yêu thì nó có hỷ nộ ái ố. Trong cuộc đời cũng có người ghét người thương. Thì những cái tị phi đó là chuyện bình thường. Hiểu chưa? Nếu mà đem so sánh với năm bảy chục người mà giàu cho một nghìn đi nữa. Mà giàu cho có một trăm đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm là bởi vì trăm nghìn thì chỉ mới tám phần trăm, bảy phần trăm của cái người còn lại những người thương tôi đó là tôi xin cảm ơn các bạn trong cái vấn đề đó và uh, khi mà mình nói đến những tùy phi đó chúng tôi nói tôi thường trả lời với báo chí một câu nhưng mà báo chí không dám đăng tôi nói chó sủa thì người vẫn cứ đi dừng người cứ đi dưới vầng dưới ánh nắng mặt trời chói chang Người vẫn cứ đi, cầm tay nhau đi, dưới vành trăng trong sáng. Đó wow. là những cái lời mà chúng tôi muốn nói tới. Và chúng tôi muốn nhanh đây, cũng sẵn cái dịp này chúng tôi nói luôn. Đó là cái yếu của người Việt Nam chúng ta. Hmm. Người Việt Nam chúng ta đâu vậy đâu thưa ông không, Hoàng Không, xin lỗi, không, đó. xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi nói chỉ một thiểu số thôi. Vâng. Một thiểu số thôi, đừng có nói là mình đâu có thể, mình nói là vâng. người Việt Nam chúng mình là như vậy. Vâng. Nhưng mà những cái đó nếu ai có cái tinh thần đó, thì mình phải sửa đổi mình sao người ta nói nhiều điều phủ lấy giáo gương người thương một nước trong một nước phải thương nhau cùng vâng. lá rành đùng ba rách lá rách bùng lá rách tà tơi vâng. đó là câu cha ông của chúng ta nói và hãy giúp nhau hãy thương yêu nhau tại sao như vậy thương yêu nhau ví dụ như ông nâng niu bà trả của ông hay là tất cả quý vị nâng niu cái hôn một nụ hôn với người tình hôn trên cái trán chứng tỏ cái tình yêu của mình với người vợ lâu năm nếu người vợ đó trung thành người vợ xứng đáng chứ đâu có ông đâu còn phải tỷ phú mà để ông làm đi đó hoặc bà có cần phải tỷ phú để ông làm <laughs> cái chuyện đó à, thành thử vì vậy tôi yêu cầu quý vị cứ yêu nhau đi và nhân cái dịp này tôi nói cùng vì vậy chuyện tôi yêu nhau là chuyện thường À, vậy vậy tôi mới tổ chức cái chương trình cho tôi quảng cáo tí vâng không ông là tôi sẽ hỏi ông cái chương trình đó ông khỏi còn quảng cáo người ta cũng vậy, biết vậy, rất vậy. nhiều vậy. thế thưa ông nhưng mà cái trước khi tôi đi vào phần đó chỉ có một câu hỏi rất ngắn ông không cho tôi về. À chắc à, ông cũng biết rằng cô ngọc trinh là một trong những người mẫu cô hình rất đẹp sexy người thì có thể nói là được rất nhiều người thế thì ông nghĩ rằng những cái sự kiện đó nó làm cho ông trẻ lại ông sống ông có cái điều đó những quan tâm đến cái cuộc sống mà tình cảm với cô ngọc trinh với ông không Đúng, tôi nói cũng đúng là bởi vì trong cái cuộc đời mình á Khi nào nó anh có tình yêu hoặc là các quý vị có tình yêu nó khác là hiện tức Thấy cái trạng thái của cái người đó nó khác ngay Anh thích nghe nhạc Anh thích cái này cái kia, cái cuộc đời anh bữa sáng anh dậy Anh có thể ngâm nga một vài bài thơ Anh ngâm nga một vài cái nốt nhạc Cái đó là cái trạng thái yêu đương Đấy, thế thì cái trạng thái yêu đương đó làm cho mình trở lại những cái lúc cảm thấy đương vâng. Và tôi nói với quý vị đi Tại sao tôi trẻ như vậy Không phải vì, vì Ngọc là trẻ Mà tôi trẻ đâu <laughs> Phải chứ Ít na tôi cũng phải có thuốc men của tôi chứ Ít na tôi cũng phải cái rượu uh, Coi như sức khỏe của tôi chứ Ít ra cũng có những cái dinh dưỡng của tôi chứ vâng. Hoặc là tôi có những cái chất mà gọi là uh, Anti-aging Tức như là về chống lão hóa yeah. của tôi Thì cái, những cái đó cộng thêm vào cái gì Cái rất quan trọng Đó là các ông cha thường nói là cái sinh khí ừ. cái sinh khí của một người trẻ với một vâng. người nhà nó phối hợp là nó làm cho chúng tôi trẻ thêm kính thưa quý vị theo như lời ông Hoàng Kiều cho chúng tôi biết vào ngày mùng 4 tháng 2 tới đây tại thành phố Houston ông sẽ có một cái show ca nhạc Houston nha. xin lỗi ở tại đây mình đã Houston Houston khách sạn Houston Ồ, khách sạn Houston chứ không phải Houston tôi xin vâng. lỗi ông vâng, Hoàng vâng, Kiều vâng, vâng. Kính thưa quý vị, vào ngày mùng 4 tháng 2, tự nhiên là ngày mà chắc quý vị biết rằng sẽ có những cái cuộc diễn hành trên đường Bô Sa có hội trợ và đồng thời sẽ có một cái sâu nhạc của ông Hoàng Kiều tổ chức. Kính thưa quý vị, đó là mang sâu nhạc mang tên là Tình Tử và tạ tình cái... tạ tình tạ tình quá oh, wow, <laughs> bây giờ thì tôi quá vợ và quý vị thấy hình ảnh của ông Hoàng Kiều và người yêu của ông đó là cô Ngọc Trinh sẽ xuất hiện trong cái show truyền hình uh, trong cái show ca nhạc này rất nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng cũng có mặt ở trong này và cái show này thì ông định là bán vé để làm gì hay là ông sẽ cho mọi người vào coi tự do không tôi trả lời cái show này Sở gì tôi làm cái việc này là tôi tạ tình ừ. cái tạ tình cũng là qua cái uh, Ông chú tôi là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ oh, yeah. Có thể thông cảm được những cuộc tình Trong cuộc đời ông có rất nhiều cuộc tình yeah. Nhưng mà tôi thấy Cái cuộc tình mà chúng tôi cấu tạo Đây là một cuộc tình rất đẹp Trong đó có bài đó Tạ Tình yeah. Trong đó có câu Tôi xin tôn thờ em suốt đời yeah. Tôi tôn thờ em suốt đời Vì cái tình cảm mà Ngọc Trinh đã dành cho tôi Vì Những sự chịu đựng mà chúng tôi Đã qua Thì chúng tôi muốn cho ngọc trinh thấy đây là cái lần mà chúng tôi tạ tình để chúng tôi được biết trong cái dịp nhân cái dịp mà uh, đầu tết nắm. đầu năm vâng, vâng. và đồng thời nhân cái dịp là ngày lễ tình yêu vâng. và đồng thời xin lỗi ông và tôi cho tôi nói thêm tí nữa là coi như là cái này ông hỏi có bán vé hay không yeah. chúng tôi tuyệt đối không bán vé wow. nhưng mà chúng tôi cũng không thể nào mà cấp đổi cái chỗ chứa chỉ có 600 người chúng tôi không thể nào mà uh, giúp hoặc là chúng tôi không thể nào mà phát vé cho tất cả đầy đủ vì vậy chúng tôi mới đưa ra một cái có những cái thành viên mà đã với chúng tôi lâu rồi ừ, cũng thủ. như có những thành thành viên thành thủ thành viên yeah. trong những thành viên đó phải mua một cái số hàng hóa như thế nào đó oh, ví oh. dụ như cái giá như thế nào đó ví dụ như vậy để làm chi những thành viên đó tôi báo trước cho ông biết là những bạn nào mà thành viên của chúng tôi trong tương lai sẽ được bảo đảm đầy đủ phẩm chất, đầy đủ những cái số lượng hàng hóa, chẳng hạn như những cái tôi nói ông vừa qua, ung thư, bệnh tật, tất cả những cái để chúng tôi làm. Thì thành tử trong đó chỉ có được 300 cặp thôi, và, vâng. là 600 trong người. Và vâng. cảm ơn ông, tại vì thì giờ chúng ta không có, nhưng mà trước khi đi chấm dứt cái chương trình hôm nay, thế thì tương lai, ông cho tôi rất ngắn, tại vì chúng ta không có nhiều, và, thì giờ ông là một người tỷ phú, ông có tiền, ông có điều kiện nhiều, ông có nghĩ đến vấn đề giúp những người đang khó khăn tại Việt Nam hiện nay ví dụ như anh thấy hôm ở Nha Trang và rồi cháy 73 căn nhà không có ai người ta không có nhà cửa nữa những người ở Quảng Trị họ bị lũ lụt rất nhiều nơi quê hương của ông ông có nghĩ đến cái công việc từ thiện gì không thưa ông? Vâng, tôi nói cho ông biết thì rất cái từ thiện của tôi như tôi làm tôi đã làm rất nhiều nhưng mà tôi đụng gặp vất phải những cái rất nhiều những bài học mình cần phải học. Vâng. Đấy. Chẳng hạn như tôi đơn cử một ví dụ thôi Ngay cả làng tôi nhé Bình. Tôi về tháng 12 thì tiền hô hậu giống như là ông Trạng về làng thế à. Ôi cả nghìn người đi ra Thế là tôi khánh thành cái nhà trường Trường tiểu học Cái nhà trường Tới khi 4 tháng sau tôi trở về một mình Thì cái bảng đó không còn nữa wow. Và cái chất thứ <laughs> hai tôi tôi nói cho ông hết Tôi đưa 100 tấn gạo thì cho thấy tôi một vài phút tôi để tôi nói hết là trăm tấn gạo tới khi đi theo cái cô thủy thô thủy ở Việt Nam nét biểu chú ơi mình đến đây rồi mình không tới cái làng bị lưu lột biết bao nhiêu được 200 cái mền khi chúng tôi về chúng tôi trở ra lại chúng tôi nói ông chủ tịch mặt trận ông ông phải đưa dao gạo vào đó nói, thưa ông phát hết rồi thế sau đó tôi phải cho 30 tấn gạo nữa đương nhiên chúng tôi sẽ làm và chúng tôi nói bởi vì như thế chúng tôi lên trên mạng chúng tôi một đồng là một đồng, đồng đó là đồng xương tiền tì, tiền xương máu. khi mà cho tới ngay người thì cái đồng bạc đó phải tới ngay người nhận. Đã. chúng tôi đừng nghiên cứu, chúng tôi đừng làm những cái điều đó. và khi ông hỏi tôi thì đây là Ngọc Trinh, Ngọc Trinh, Ngọc Trinh hiện tại bây giờ trong 3 giờ nữa đi phát sáu mười tấn gạo wow. ở tại uh, quận cầu quan của tỉnh. Bình, bình. Bình, bình. Vâng. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với tỷ phú Hoàng Kiều và một lần nữa trước khi đi vào uh, coi gì chấm dứt chương trình hôm nay chúng tôi xin trân trọng gửi lời chào mừng với quý vị chúc quý vị và tất cả các gia đình cùng chúng tôi xin nhận lời lại cho ông chúc cho khán giả hôm nay vâng và chúng tôi ngày hôm nay cũng rất vui và cảm ơn đài Little Sài Gòn TV là ông có cái diễm phúc là ông đã gặp tôi tại nhà hàng Tràm Chim thì tôi có mấy cuộc phỏng vấn ngày hôm nay và sợi dí có cái cuộc phóng ngày hôm nay là bởi vì Có cái bà nào mà xưng nhận là, là tôi lột mặt nạ đó à. cũng xưng họ ạ Thế thì tôi xin cảm ơn tất cả quý vị Đã thương, đã mến Cũng như tất cả quý vị Nếu quý vị nào có ghét thì cũng cứ tiếp tục ghét Cái chuyện đó là chuyện bình thường là. Thì chúng tôi xin chúc tất cả ghét cũng như thương Một cái năm mới An khang tình vượng Và chúng tôi cũng nói là xin đại diện cho Ngọc Trinh luôn, tôi và Ngọc Trinh xin gửi đến tất cả quý vị lời chào an khang thịnh vượng và năm mới được nhiều hạnh phúc nhất và nhất là tôi nói tôi chúc cho quý vị có một cái tình yêu và tình yêu đó như tôi hâm nóng nó lại như tôi. Vâng, cảm ơn quý vị. Đó là mỗi tuần một vấn đề. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.